Rồi, ok, xin chào bạn nhé. Trong clip này mình giới thiệu và bán cho bạn một số ít con máy nguyên hộp ở đây. Đây thôi nhá, chứ còn máy nguyên hộp ở shop mình thì nhiều lắm, nhưng mà clip mình review ít máy cho bạn xem cho đỡ ngán ha. Mọi người ủng hộ mình bằng cách là xem hết clip cũng như là nhấn like, nhấn chia sẻ lên Facebook và đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh. Khi đăng ký kênh nhớ nhấn cái chuông chọn thông báo để đừng bỏ lỡ clip mới nhá. Thì shop Nhật Nam là các bạn cũng biết rồi đấy, đối với những cái sản phẩm chạy hệ điều hành Android là shop Nhật Nam cam kết chỉ bán hàng chính hãng, không bán máy xách tay. Còn đối với lại máy iPhone thì chỉ bán hàng quốc tế, không bán máy lốc. Đấy các bạn cứ yên tâm. Và máy bán ra là bao men zin, màn zin, không sửa chữa trên men hoặc thay thế màn hình linh kiện vào máy, kèm theo một chế độ bảo hành rất là ok. Bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng nếu chẳng may xảy ra lỗi của nhà sản xuất. Và hàng nguyên hộp này thì nó khá là keng các bạn nhé. Đa phần là hàng phải rất là chuẩn keng, sử dụng ít hoặc là siêu lướt hoặc trưng bày hoặc như thế nào đó. Còn Nhật Nam có shop nằm ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mọi người gần có thể đến trực tiếp xem và mua hàng. Ở xa mua online thì đặt cọc cho Nhật Nam trước 100.000 đối với sản phẩm dưới 10 triệu và 200.000 đối với sản phẩm trên 10 triệu nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sản phẩm để bạn chọn mua. Đầu tiên mình có một con Oppo Reno 2F, con này còn cả hộp đầy đủ các kiểu nhé. Đấy, mình sẽ mở ra cho các bạn xem từng cái một. Đây thì máy này là máy màu trắng. Màu trắng này là màu trắng ngọc trai, hay là mình hay đùa gọi là màu trắng ngọc trinh đấy. Ok, trắng như bông bưởi, rất là chất và máy rất là keng nhá. Còn nguyên cả hộp sách hướng dẫn các kiểu con đà điểu ngon lành. Và Reno 2F này là con hàng có camera trước thò thụt nhá. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, cấu hình khá là ổn định cũng như là có một cái ngoại hình rất là đẹp. Thì máy nguyên hộp ở đây chắc hẳn các bạn quan tâm nó còn cái gì đúng không? Thì các bạn cũng thấy này, trong hộp này chúng ta sẽ có một cái ốp dẻo này sạc tai nghe. Đấy, đầy đủ rồi. Mua về chỉ việc dùng các bạn nhé. Và dĩ nhiên rồi, shop Nhật Nam sẽ tặng kèm theo miếng dán cường lực cho bạn nữa, cho đầy đủ luôn, để yên tâm sử dụng ha. Và giá bán của con Reno 2F nguyên hộp này màu trắng sẽ có cái giá là 5 triệu các bạn nhé, 5 triệu. Tiếp theo đây các bạn thấy có là Note 10 cộng. Note 10 cộng hay còn gọi là Note 10 Plus. Dạo này đang cháy hàng nha, đang không có hàng đâu. Con này thì mình thấy nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện kèm theo như là bộ sạc zin này, tai nghe chân tay zin này, ngon lành cành đào, nguyên hộp đầy đủ đồ nhé. Và khi bán ra, Nhật Nam có tặng kèm thêm cho các bạn một cái ốp dẻo nữa. Và đây là con máy màu đen, có cái ngoại hình rất là keng, keng như mới luôn, chính hãng chuẩn chỉ luôn. Và đây là sản phẩm sử dụng được 2 sim vì là chính hãng mà. Cũng như là chính hãng VN thì sẽ có những ứng dụng thuần Việt như là Samsung Pay quà tặng Galaxy để chuyển khoản, Samsung Pay để chuyển khoản không tốn phí, và quà tặng Galaxy để theo dõi những cái chương trình của hãng Samsung Việt Nam đó các bạn nhé. Ok, và máy này nguyên hộp màu đen hôm nay có giá bán là 13 triệu bạn nhé, rất là chất. Thì con Note 10 cộng hay còn gọi là Note 10 Plus này, hàng chính hãng sẽ có cấu hình là RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, bút viết đầy đủ full chức năng các kiểu, đẹp không tì vết, rất là chuẩn nhá, chuẩn chỉ luôn. Và ở đây mình có hai máy màu đen cả. Hôm nay không còn một sự lựa chọn nào khác về màu sắc đối với Note 10 cộng, và tất cả đều còn phụ kiện zin chính hãng kèm theo hộp zin đầy đủ, và máy đều chất như nhau, khá là ok. Giá bán đồng giá là 13 triệu trên một sản phẩm nhá, có bảo hành 3 tháng tại shop di động Nhật Nam nên rất là ok, yên tâm. Sản phẩm đang cháy hàng nhé bạn. Rồi tiếp theo ở đây mình có còn được hai máy Vivo i15. Thì sản phẩm i15 này pin trâu, và i15 này thì đặc biệt là hàng mình thanh lý kho ra nha, thanh lý trong kho Vivo ra, và ngày xuất kho là ngày 8 tháng 6 đây, tức là còn bảo hành đến ngày đó. Con này chưa khui siêu, tức là hàng nguyên mới luôn, nhưng mà thanh lý với giá là 2 triệu 9, và ngay bây giờ mình sẽ khui siêu thử một máy cho bạn xem. Và cái sản phẩm này sẽ có cái cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, cũng khá là ok nhá. Máy mới mà 2 triệu 9 mà cấu hình như thế là các bạn thấy là khá là ổn định rồi, chuẩn rồi nhá, rất là khó tìm mua. Đấy, xà quần coi thì chỉ có ăn hàng sách tay hoặc là những cái hàng fake thôi các bạn ha. Có một số bạn ham rẻ đấy, mấy bạn đấy là mình liệt mấy bạn đấy vào là cái top gọi là thánh phán, chỉ biết phán thôi không biết làm. Rồi ok,
thì chúng ta sẽ mở hộp con này sau khi mà mình khui siêu ra để xem chính xác có phải là một con máy mới. Và con máy trong này là màu mận chín ok, mình còn chưa cắt cả cái tem niêm phong của Vivo đây. Đấy, nên là cậy hoài không ra này, rút không thấy nó ra, ok phải cắt đi nhá. Đấy, và máy này là nguyên mới, tuy nhiên mình thanh lý bán cho các bạn với giá 2,9 triệu thôi. Con này pin châu, pin tới 5.000, rất là chất. Đấy, các bạn thấy này, ốp đảm bảo rằng là chưa ai sử dụng này, máy còn nguyên cả garanti, chưa có dấu tay nhá. Đấy, mình nhìn nghiêng nhìn ngửa cho các bạn xem luôn. Đấy, rất là chất, ngon lành cành đào, còn nguyên si, nguyên siêu màu mận chín nhá. Màu mận lai đen đen ấy, tối ok. Màu này thì nam nữ gì xài cũng được nhá. Màu này nó tối tối chứ nó không phải là nó dạng màu nho đấy. Rồi, thì có hai sản phẩm nha, đều như nhau. Một sản phẩm mình khui thử cho bạn xem đây. Còn một sản phẩm bên kia thì mình để nguyên như vậy, lúc nào có người mua thì mình mới khui ha. Có người mua mình mới khui ra. Chắc chắn phải khui rồi thì khi gửi ở Viettel á hoặc là bưu điện á thì chúng ta phải đồng kiểm bạn ha, để biết rằng cái món hàng mình gửi chính xác là cái điện thoại nó còn đang lên. Để lỡ chẳng may mà có mất hay cái gì đó thì ok, chúng ta còn được đền bù đúng là cái điện thoại, hoặc là đảm bảo yêu cầu là ship code đồng kiểm mà nên buộc phải kiểm. Đấy. Rồi tiếp theo đây, chúng ta sẽ có cái sản phẩm Oppo Reno 4. Nguyên hộp, cũng nguyên hộp, nhưng sản phẩm này là sản phẩm đã qua sử dụng nhá. Nhưng sử dụng rồi và còn rất là chất. Gọi là hàng siêu lướt. Đấy, cái máy rất là đẹp, màu xanh, rất là keng. Con này thì cấu hình cũng khủng, 128GB RAM 8GB. Khá là chất nhá. Đặc điểm là nhẹ, gọn, cũng như là công nghệ màn hình đã nâng cấp lên nốt ruồi, hai nốt ruồi cam trước luôn, khá là chất. Ok. Và 4 cam sau với 3 cam như những viên trân châu xếp gần nhau thì rất là đẹp nha. Rồi, phụ kiện thì zin vẫn còn nguyên đầy đủ. Bao gồm như tai nghe, cáp sạc và cóc sạc. Chắc chắn là bạn quan tâm về giá của sản phẩm này. Ok, hôm nay mình còn một sản phẩm này nguyên hộp, mình bán ra cho bạn với giá 6,3 triệu bạn nhé. Có luôn cả ốp dẻo trong này nha. Không biết có không nữa, để mình xem cho chắc. Ok, ốp màu luôn, không phải ốp dẻo, nó là một cái ốp màu. Và giá bán của con này là 6,3 triệu nhé. Có một... Rồi, ok, tiếp theo đây là đến cái sản phẩm Redmi Note 9. Redmi Note 9 này cũng là hàng khá là chất, để mình kiểm tra xem. Còn nguyên hộp là chất rồi. Mình kiểm tra xem trong này là còn ốp dẻo hay sách hướng dẫn gì không. Ok, còn nguyên cả ốp và sách hướng dẫn, nó là một cái ốp đen. Ốp đen mạnh mẽ và không biết là máy màu gì. Máy là màu xanh, màu xanh than. Rất là mới luôn, con này giống như sản phẩm trưng bày thanh lý thôi các bạn. Con Redmi Note 9. Phiên bản này là phiên bản 128GB luôn các bạn ạ. Phiên bản này khá là chất nhá. Phiên bản cao luôn. Phiên bản 128GB. Đấy, màu xanh than, khá là ok. Máy thì là giống như kiểu hàng thanh lý trưng bày lên, là sạc chắc chắn là cũng chưa dùng rồi, còn nguyên mới luôn. Máy cũng vậy, mới keng. Giá bán là 4 triệu các bạn nhé. 4 triệu, cực kỳ hấp dẫn luôn với con Redmi Note 9 này. 4 triệu nguyên hộp, máy nguyên mới thanh lý. Tiếp theo đây chúng ta có cái sản phẩm là A70, Samsung Galaxy A70 nguyên hộp màu đen. Máy len keng như xà beng luôn. Nhìn cái lưng là biết rồi. Mặt trước cũng thế, chuẩn chỉ không chảy xước. Con này nồi đồng cối đá nhá. Pin 4.500. Màn hình 6 in 7, RAM 6, bộ nhớ 128GB, đầy đủ phụ kiện zin còn kèm theo máy đây. Kèm theo hộp đây. Đấy. Cóc cáp tai nghe. Khá là chất nhá. Giá bán là 4,8 triệu các bạn nhá. Samsung chính hãng. Samsung Galaxy A70 nguyên hộp, duy nhất một máy. Rồi tiếp theo đây chúng ta có một con Joy 4. Con này là của Việt Nam, Vsmart. Con này phiên bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB, phiên bản cao của Joy 4 rồi. Ok, là một máy màu xanh, còn bảo hành đến tháng 4/2022, rất là chất. Máy thì giống như là gần như máy mới rồi. Keng lắm. Tươi xanh như nồi canh luôn, chuẩn chỉ luôn. Thì con này có giá bán là 3,1 triệu các bạn nhé. Gần như máy mới, còn bảo hành tới hơn 1 năm. Rồi, vừa rồi giới thiệu cho bạn khá là nhiều sản phẩm máy nguyên hộp, từ thượng vàng tới hạ cám. Thượng vàng là Note 10 cộng đây, và hạ cám là có Vivo Y15 và Joy 4 kia. Đấy, thì bạn nào kết sản phẩm nào hãy alo cho Nhật Nam qua số điện thoại 0979 782366, hoặc là số 0367 709123 để mà đặt cọc mua hàng. Khi mua hàng sẽ phải đặt cọc trước 100.000 qua một trong hai hình thức: chuyển khoản để đặt cọc, hoặc là thẻ cào để đặt cọc.
Bạn nào cọc bằng thẻ cào vui lòng gửi cả mã nạp tiền và dãy số series in trên thẻ sang tin nhắn cho nhà Nam, gửi chính xác nhé. Hoặc là có thể chụp hình cái thẻ đó khi đã cào ra gửi sang Zalo cho nhà Nam. Và các bạn lưu ý chỉ liên hệ đến một trong hai số duy nhất đó của nhà Nam, đó là số 0979782366 và số 0367709123. Không để lại thông tin hoặc số điện thoại của bạn dưới bình luận, chỉ để lại những góp ý hoặc là như thế nào đó dưới bình luận. Bởi vì để thông tin và số điện thoại của bạn đấy rất dễ bị kẻ gian lợi dụng điện thoại cho bạn để mà lừa gạt tiền cọc của bạn nhé. Cảm ơn mọi người luôn yêu mến. Nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình thật là nhiều. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại bạn.